Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Điểm nóng tố tụng trong tuần của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2023 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Vụ cô giáo Dung ngày 12 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phúc thẩm. Từ chối 8 luật sư, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ còn một người bào chữa. Tuyên án vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và đồng phạm. Truy tố ông già 86 tuổi hiếp dâm bé gái 6 tuổi. Người làm môi giới bị phạt 20 năm tù vì đánh chết ngư phủ. Bị phạt 11 năm tù vì lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang Campuchia. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Dự kiến 8 giờ sáng ngày 12 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa hình sự xử phúc thẩm vụ án Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và đồng phạm. Trong vụ án này, bị cáo Dung đang bị tạm giam từ ngày 28 tháng 3 năm 2022 đến nay, còn bị cáo Nguyễn Thị Hương, nguyên kế toán, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến nay. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dung có kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên. Ngày 23 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 17 của Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên theo hướng đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Vừa qua, theo nguồn tin, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã có thông báo về việc bà Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa cho mình. Trước đó, ngày 17 tháng 5, bà Hằng đã có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa gồm luật sư Hà Ngọc Tuyền, luật sư Đỗ Hải Bình, luật sư Phạm Danh Tín, luật sư Hoàng Thị Hoài Thơ, luật sư Trần Thị Phú, luật sư Đặng Hoài Vũ, luật sư Nguyễn Đình Kim và luật sư Nguyễn Trung Chánh. Đơn này đã được trại tạm giam Chí Hòa chuyển đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, bà Phương Hằng chỉ còn một người bào chữa là luật sư Hồ Nguyên Lễ. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từng dự kiến kế hoạch xét xử vụ án của bà Hằng từ ngày 1 tháng 6 2023 đến ngày 5 tháng 6 2023. Quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Tuy nhiên, do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, đồng thời vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Phan Thanh Hoàng, 20 tuổi, ở Tuyên Quang về tội giết người. Theo cáo buộc, Phan Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị Bê, 20 tuổi, ở Tuyên Quang có mâu thuẫn trong quá trình yêu đương. Bị cáo Hoàng cho rằng chị Bê có tình cảm với anh Hoàng Xuân Duy, 22 tuổi, ở Phú Thọ nên ghen tuông và nảy sinh ý định chuẩn bị hung khí tìm chị Bê, anh Duy để giết. Tối ngày 24 tháng 10 năm 2022, tại quán cắt tóc gội đầu, Hoàng đã dùng dao tấn công chị B. Anh Duy thấy vậy vào can ngăn nhưng bị Hoàng dùng dao tấn công cho đến khi anh Duy nằm im không cử động. Hoàng bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Chị B, anh Duy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị B đã tử vong ngay sau đó. Anh Duy được cấp cứu kịp thời, không bị tử vong nhưng tỷ lệ thương tật 60%. Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử 8 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Trà Vinh và Công ty Cổ phần Aquafit Cửu Long.
Các bị cáo Nguyễn Hữu Lộc, Đỗ Thái Hòa, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Tuyết Mai, Trần Vũ Dũng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Trà Vinh gồm Nguyễn Văn Trực, Nguyễn Quốc Hoàng và Cao Văn Phong bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay. Cả 8 bị cáo có mặt tại tòa và giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Phiên xử sơ thẩm đã diễn ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2018. Đến ngày 11 tháng 12 2018, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Sau đó, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm. Ngày 3 tháng 3 2021, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên giám đốc thẩm và quyết định hủy bản án phúc thẩm để Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại. Do vụ án có tính chất phức tạp, Hội đồng xét xử thông báo nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày 6 tháng 6. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ bị cáo Nguyễn Hậu Mai Nam giúp người khác tự sát để điều tra, xét xử lại. Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của Nam có dấu hiệu phạm tội giết người. Theo nội dung vụ án, Nam và Trình Lê Minh Ngọc có quan hệ tình cảm với nhau. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2018, Ngọc đến gặp Nam tại nhà ở quận 7 để nói chuyện. Tại đây, cả hai xảy ra xô xát và thách thức nhau tự tử bằng nước tẩy Traven 1 lít. Ngọc uống và tử vong sau đó. Tòa án Nhân dân quận 7 xét xử sơ thẩm và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đều tuyên Nam 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội giúp người khác tự sát. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét về động cơ thì Ngọc hoàn toàn không có ý định tự tử. Các lời khai của Nam nhiều mâu thuẫn với hiện trường, diễn biến vụ án, thương tích để lại trên cơ thể bị hại. Hành vi của Nam có dấu hiệu phạm tội giết người nên cần phải hủy án điều tra lại để giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, tránh bỏ lọt tội phạm. Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ đội chống buôn lậu BC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng 25 đồng phạm thực hiện. Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận. Kết quả điều tra xác minh được Hoàng Duy Tiến đã sử dụng 45 pháp nhân do mình lập nên để nhập hàng về cho các chủ hàng với giá từ 78 đến 90 triệu đồng một container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng. Từ tháng 9 2019 đến 24 tháng 5 2021, Tiến lập 47 công ty, thuê 15 cá nhân đứng tên, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 trên 47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỷ đồng. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Tiến 14 đến 16 năm tù về tội buôn lậu, đồng thời buộc bị cáo này nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 5 tỷ đồng. Đối với bị cáo Võ Văn Đông, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù. Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án người thấp nhất là từ 7 đến 8 năm tù, người cao nhất là bị đề nghị từ 12 đến 14 năm tù. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Toan, sinh năm 1937, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là cháu Vi, tên bị hại đã được thay đổi, sinh năm 2016. Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2022, Toan sinh sống tại quận Long Biên, Hà Nội, gần nhà cháu Vi. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, khi Toan đi đổ rác về thì thấy cháu Vi đang chơi trước cửa nhà và đã nảy sinh ham muốn tình dục với bé gái. Quan sát thấy xung quanh vắng người nên Toan đã ra kêu cháu Vi vào nhà mình. Tại đây, Toan có hành vi xâm hại bé gái. Sau đó, Toan mặc đồ cho bé gái, bảo cháu đi về nhà. Khi về đến nhà, bé Vi đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Sau đó, mẹ cháu Vi đã đến công an phường Ngọc Thụy để trình báo sự việc. Ngày 24 tháng 5, sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, có cơ sở xác định các bị cáo bỏ trốn không có kháng cáo, bản án cũng không bị kháng nghị,
do đó hội đồng xét xử không chấp nhận việc người bào chữa kháng cáo thay. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt 30 năm tù về hai tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Phan Huy Anh Vũ nhận mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, giảm nhẹ 3 năm và 9 năm tù tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù. Cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Vũ Quang Ngọc nhận mức án 3 năm tù, giảm 6 tháng tù, Lê Chí Tuân 30 tháng tù, án sơ thẩm là 36 tháng. Các bị cáo Quỳnh Tuấn Anh, Lê Thị Hường giữ mức án như tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo. Ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vi Hoàng Lâm, 17 tuổi, ngụ xã Đắk Đờ Rông, huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông, 11 năm tù giam về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, vào tháng 7 năm 2021, Lâm bị bán vào công ty của người Trung Quốc làm chủ ở Campuchia. Sau đó, Lâm bỏ tiền ra để chuộc mình và ở lại lao động bất hợp pháp. Tại đây, Lâm quen biết Sầm Thị Hải Yến, 26 tuổi, ngụ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, làm công việc tuyển dụng người cho các công ty, quán bar tại Campuchia. Đến tháng 5 2022, Lâm trở về Việt Nam và cùng Yến tìm người đưa sang Campuchia bán. Mỗi trường hợp thành công, Yến sẽ trả cho Lâm 1.000 USD. Lâm lên mạng xã hội Facebook đăng bài tuyển dụng lao động sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Một cháu gái, 14 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhắn tin xin Lâm đi làm. Lâm và Yến đưa cháu gái vượt biên sang Campuchia và Yến chuyển cho Lâm 18 triệu đồng. Sau khi biết mình bị bán, cháu gái đã liên lạc cho gia đình chuộc về với số tiền 100 triệu đồng. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, L được người thân và công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu đưa về Việt Nam. Ngày 25 tháng 5, kết thúc phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình, 34 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, 20 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng. Theo cáo trạng, Bình làm nghề môi giới ngư phủ cho các tàu biển đánh bắt hải sản và có thuê hai phòng trọ ở huyện Châu Thành để làm nơi cho các ngư phủ tạm trú chờ tàu. Vào trưa 3 tháng 3 2022, một người bạn đã giới thiệu ông Võ Phước Hữu, 42 tuổi, cho Bình để làm ngư phủ. Bình đồng ý và hẹn rước ông Hữu. Cả hai đã thỏa thuận việc đi làm trên tàu cá. Ông Hữu đồng ý và có hỏi mượn Bình số tiền 5 triệu đồng để trả nợ. Sau đó, Bình đưa ông Hữu về nhà trọ nghỉ để chờ ghe biển thiếu người. Còn Bình và một số người khác tổ chức nhậu. Khoảng 22 giờ cùng ngày, một ngư phủ bất ngờ phát hiện miệng của ông Hữu chảy nước bọt nên báo cho Bình biết. Bình cho rằng ông Hữu giả bệnh để trốn không phải đi làm, không trả tiền đã mượn nên đánh ông Hữu hai lần. Đến khoảng 1 giờ sáng 4 tháng 3 2022, ông Hữu tử vong, còn Bình đến công an đầu thú. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm nóng tố tụng tuần này. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón xem thông tin cập nhật hàng ngày trên plo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!